Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
cho cụ Cà Văn Đún tròn 80 tuổi. Lớn với buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía hội người cao tuổi xã có ông Lò Văn Bánh, chủ tịch hội người cao tuổi cũng đến dự cái buổi lễ của chúng ta hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Phía cơ sở bản Văn Đún có ông Hoàng Văn Hỏi, bí thư chi bộ, có ông Lò Văn Khoa, trưởng ban công tác mặt trưởng bản, và ông Lò Văn Hoán, trưởng ban công tác mặt trận, cùng toàn thể bà con cháu của ông cụ Cà Văn Đún cũng đến dự đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lường Văn Tương, chi trưởng hội người cao tuổi bản Nông Luống lên thông qua tiểu sử và thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây hôm nay thầu kẽ tên thầu tên xin toa mở mini đó là để mừng thầu là cụ Cà Văn Đún, chứ nó là đại ban tổ chức giới thiệu hỏi là nông tiểu sử của cụ Cà Văn Đún còn chưa chưa đọc đâu. Hỏi của nó chiếc bao mê thầu kẽ chiếc là bài hôm nay thành công. Các mẹ xin mời, trân trọng cảm ơn.
các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ và các vị khách quý, trong không khí vui mừng đón Tết cổ truyền của dân tộc ta và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tuổi già gương sáng, ông bà cha mẹ máu mừng, con cháu hiếu thảo, hôm nay tại chi hội người cao tuổi bản Năng Luống long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi, cho anh Hà Văn Luống. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các cụ gia đình năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang. Và rất cảm ơn các cấp, các ngành, các đoàn thể đã quan tâm cho người cao tuổi, đi vào cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, lúc nào cũng là người trường thọ cho các con cháu. Thay mặt gia đình kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.